Vừa mới đến ngày lĩnh lương. Thế mà bây giờ phải làm thế nào đây? Hàng tháng thì hết tiền xăng, tiền điện, tiền nước, tiền dầu. Kiểu như này chắc mình phải đi ăn chịu mất thôi. Không biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này nữa. Alo, tại sao cô lì thế nhở? Tôi đã bảo cô đừng gọi cho tôi nữa cơ mà. Tại vì em nhớ anh quá ấy mà. Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi. Tí mình đi uống cà phê nhá. Không. Ê, bạn Hiền, đi đâu đấy? À, bạn à? Tôi đang tính đi tìm bạn để trả nợ đấy. Ấy chà, dạo này học được cái tính tự giác ở đâu đấy? Tôi học bạn chứ còn học ai. Bạn là người mà cứ đến tháng là đi đòi nợ anh em một gì. Thôi, im đi ông tướng ạ. 1.250.000 đưa đây. Ở đây tôi có 1.200.000. Thôi, ông cho tôi thiếu bạn 50 nhá. Này, bạn đùa tôi đấy à? Còn 50 thì đưa nốt ra đây. Không thì hôm nay đừng có hòng đi về. Anh em với nhau, bạn khó khăn làm gì? Mà này, tôi đang tính rủ bạn đi trải nghiệm đây này. Trải nghiệm á? Ừ. Trải nghiệm cái gì? Tại sao mày không nghĩ ra nhỉ? Phải tranh thủ vơ của nó một ít mới được. Tôi biết một hàng massage mới. Quán này á, nó gọi là ok 6 con dê luôn. Ui. Bạn đi với tôi không? Quán mới ở đâu đấy? Bạn cứ đi với tôi thì biết. Nhưng mà bây giờ mới có 1.200.000 thì bạn phải bù thêm 800 vào đấy đấy. Sao ông nói là rẻ lắm? Thì ok 6 con dê mới ra đây hợp lý quá còn gì nữa. Đi nhé. Duyệt đi thôi. Tới chưa bạn ơi? Sao lâu thế? Trời ơi. Đây nhá. Đấy. Ui giời, bạn làm cái gì đấy? Bạn vào gọi người dây đi, tôi là tôi hứng lắm rồi. Bạn cứ bình tĩnh, bây giờ bạn nằm xuống đây. Nằm đi. Sao lại phải nằm? Bạn không hiểu, bạn phải nằm ở đây, người ta mới nhận ra, người ta ra đón. Ám hiệu riêng, ám hiệu riêng. Ám hiệu riêng ạ? Ừ. Bảo mật phết, tôi thích, tôi thích. Ừ, giời ơi. Rồi, đấy, ép chân vào. Đấy nhá, lát nữa ấy, mở mắt ra là ông bạn ở tầng mây thứ 9. Mấy em xinh đẹp ùa vào. Chuyên nghiệp quá nhỉ, chứng tỏ là khách quen đúng không? Tôi đến đây vài lần rồi. Nói chung là ổn lắm, ông bạn yên tâm nhá. Tới luôn bạn ơi. Này, nhưng mà ông bạn phải nhắm mắt vào. Nhắm mắt á? Ui, bạn định thử cho tôi cảm giác mạnh à? Ừ. Tới luôn, tới nào, luôn. Nào, nhắm này. Nào, tới đi. Trường cái tật hàm hố nhá. Trường mày dám lừa ông à? Trả tiền đấy, ông mày quản ông, mày cướp tiền của ông. Cướp á? Nói đi. Này, tiền này coi như là phí phục vụ massage tầng quốc nhá. Thế nhá. Mày lừa ông à? Ông đứng lại. Ông mách quản đốc mày làm cướp tiền của ông. Mày thằng khốn á. Mày ai ôi. Anh muốn cái gì đấy? Anh có bỏ tay ra để cho tôi về nhà không? Anh hỏi em lần cuối, em có chịu lời anh không? Tại sao con người anh cố chấp đấy nhở? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi là tôi không có thích anh. Nhưng anh không hỏi em có thích anh hay không. Em có biết rằng vấn đề thích và vấn đề cưới nhau là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau không ạ? Tôi hỏi thật nhá, anh bị như thế lâu chưa đấy? Em sẽ không đi đâu cả. Ngày hôm nay nhất định em phải trả lời anh. Anh nghe cho rõ này. Từ trước đến bây giờ tôi không hề thích anh. Và sau này cũng thế, tôi cũng không hề muốn lấy anh làm chồng. Nên là tốt nhất từ bây giờ về sau chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Này, anh bảo tôi ra, anh đừng có mà dùng cái chơi hèn hạ bỉ ổi đấy nhá. Alo, tôi nghe đây. Giám đốc, anh đang ở đâu đấy ạ? Đối tác họ bảo là
nếu như mà anh không về ngay thì sẽ cho dừng cuộc đàm phán ạ. Tôi sẽ quay lại ngay. Đi đâu thế hả gái đẹp? Thôi, cái thằng ô tô kia nó bỏ quách em rồi, quan tâm làm gì? Lên đây với anh. Ôi giời ơi, gái đẹp mà chảnh thế. Này, bỏ cái cục tức đấy đi, quan tâm làm cái gì? Lên đây. Anh là anh bắt đầu thấy thương em rồi đấy. Thôi, lên đi anh Đèo. Tôi nói cho anh biết này, tôi không phải loại người con gái mà để dễ dàng anh đụng vào đâu. Nên là anh đừng có nói chuyện với tôi kiểu đấy. Hơn nữa, cái người mà anh vừa gặp ý, không phải là người yêu của tôi, cũng không có quan hệ yêu đương gì với tôi cả. Anh biết, không phải giải thích nhiều nữa. Anh ấy là anh chỉ thấy là thấy thương em vì em đi bộ, mồ hôi chảy ướt hết trên mặt như thế này. Thôi, bây giờ em lên xe, em muốn đi đâu cũng được, anh lấy giá rẻ thôi. Anh đã biết tôi muốn đi đâu không? Mà anh bảo là rẻ với trả đắt cái gì ở đây? Đi đâu cũng được, miễn là người đẹp. Đấy là anh nói đấy nhá. Mũ bảo hiểm. Không cần mũ, lên đây ôm chắc vào. Rồi, lên đường. Này người đẹp, cô định đi cùng tôi khắp thế gian đấy à? Alo mẹ. Tường San đấy à con? Thế mày đang ở đâu đấy? Con... Sao không đi cùng Việt Anh? Con đang đi với người yêu. Cái gì? Con có người yêu rồi á? Mày đừng có lừa mẹ đấy. Con nói thật mà, mẹ không tin ý, mẹ muốn nói chuyện với anh ý không? Mày đưa điện thoại cho người yêu mày đi xem nào. Phải xem xét thái độ đã. Alo ạ? Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Bác chào cháu. Thế cháu có phải là người yêu Tường San nhà bác không? Vâng ạ, bác ơi, bác yên tâm, cháu là bạn trai xịn của Tường San ạ. Thực ra bọn cháu quen nhau được 1 năm rồi, nhưng mà tại vì tính chất công việc của cháu bận bịu quá nên là cháu chưa có thời gian về gặp bác. Bác yên tâm, thời gian sắp tới này, gần đây nhất thôi, cháu sẽ về gặp bác ạ. Bác hiểu rồi, thế hôm nào rảnh qua nhà chơi với bác nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, bác yên tâm nhá. Dạ vâng, cháu chào bác. Ok, anh cũng giỏi phết đấy. Miệng lưỡi cũng dẻo nhở. Lại còn dám bảo là sắp về ra mắt nhà tôi nữa chứ. Thì phải nói thế thì mẹ cô mới tin chứ. Chuyện gì chứ, chuyện này tôi là hơi bị đỉnh luôn đấy. Thôi được rồi, mà anh chở tôi đi thêm vài vòng nữa đi, tôi chưa muốn về nhà. Chuyện gì nữa, lên xe. Này, tôi không có tiền đâu. Anh ngồi xuống đi, tôi đã bảo là tôi mời mà. Nhưng mà cô bao tôi đấy nhá. Anh bớt nói nhảm đi, ngồi xuống. Tôi xác nhận lại một lần nữa này, tôi ngày hôm nay ấy, ăn uống cái gì cô sẽ là người trả tiền, ok? Tôi biết rồi, anh xem menu muốn uống cái gì thì gọi đi. Úi giời, cái gì này? Ăn cướp à? Bình thường quán cà phê bên ngoài bán 20.000, ở đây bán 200.000. Thôi anh bị làm sao đấy, nói bé thôi. Tôi thấy giá cả ở đây như thế cũng là bình thường mà, còn đầy chỗ đắt hơn đấy. Ăn cướp cho ban ngày à? Anh chẳng biết cái gì cả. Giá thành cao sẽ đi đôi với chất lượng dịch vụ tốt, hiểu chưa? Chất lượng á? Tôi là tôi chỉ cần no cái có bụng này thôi. Chết tôi rồi, tại sao lại gặp con ma dài ở đây thế này? Này, cứu tôi, có phải gấp. Anh giỏi thật đấy, anh dám từ chối tôi để đi ra đây tóm tay một con khác à? Tôi được mời xuống đây uống nước. Mời vào đây á? Này, tôi nói cho cái mặt anh biết luôn nhá, trên đời này không có một con nào tốt với anh hơn tôi đâu. Chúng nó chỉ đang cố gắng bon rút với cái số lương rẻ mặt của anh mà thôi.
mà tôi không muốn nói chuyện với cô. Tốt nhất ấy, cô đi về đi. Uổng công tôi yêu thương chăm sóc cho anh như thế. Anh đúng là cái loại không biết tốt xấu mà. Này, khoan ở cái đoạn mà yêu thương đi. Cái chuyện đấy ấy, tôi đã từ chối cô từ rất lâu rồi. Tốt nhất ấy, cô đừng nói ra ở đây, làm mọi người hiểu lầm giữa tôi với cô đấy. Cái gì cô? Ai? Ai là người hiểu lầm? Cô ta á? Cô này, tôi yêu cầu cô lịch sự một chút. Đừng có mà đứng đấy la lối om sòm. Không ấy, cô sẽ phá vỡ cái bầu không khí ở đây đấy. Ngậm cái mồm lại đi. Ở đây mày không có quyền lên tiếng đâu. Tại sao tôi lại phải câm miệng lại, trong khi chính cô đang đứng đây xả một đống rác ra bàn uống nước của bọn tôi. Xem ra là mày muốn chết rồi đấy. Cô này, tức giận ấy không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chỉ khiến cô xấu đi trong mắt người khác thôi, cô hiểu chứ? Thôi, cô tiếp chuyện cô ta làm gì. Một lúc nữa cô ta đổi điên lên lại mệt đấy. Không có mấy chút nữa đâu, tôi điên lên rồi đấy. Mày đi chết đi. Này, đủ rồi đấy. Anh dám gì cô ta? Mà anh đẩy tôi như thế á? Được lắm, tôi đánh chết hai người. Đủ rồi đấy, cô đừng làm tôi xấu mặt thêm nữa. Nhưng mà anh ta... Tôi không quan tâm chuyện riêng của cô, nhưng cô phải biết cô là ai và đây là đâu. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cậu may mắn thật đấy. Cô quen anh ta à? Không quen. Giám đốc. Nói ít. Nhưng mà rõ ràng đấy là người đàn ông của em. Mà anh cũng thích cô ta còn gì nữa. Đừng có hỗn. Em không có. Chẳng qua là em đang lo cho cả em và anh mà thôi. Đây là chuyện của tôi. Tôi tự có cách giải quyết. Giám đốc này, nếu như mà anh không nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch của em ấy, thì không còn cách nào mà cứu vãn nữa đâu. Nói đi. Cảm ơn anh vì anh đã chở tôi về nhá. Chuyện ban nãy tôi xin lỗi cô nhé, đã để cô phải vướng vào. Không sao đâu, tôi cũng không để bụng mà. Mà anh với cô gái đấy có quan hệ gì đấy? Cô ấy thích tôi, còn tôi thì không. Trời ạ, anh trả lời thẳng thắn thế luôn á. Chứ còn sao nữa, thích thì nói là thích, còn không thì nói là không. Tính tôi thẳng thắn mà. Thôi được rồi, thế hẹn anh hôm khác gặp lại nhá. Tôi vào nhà đây. Tôi về đây. Thường San về rồi đấy hả con? Đây là... Dạ, bạn ấy là... À, dạ, cháu là bạn trai của Tường San ạ. Dạ, vừa nãy cháu có gọi điện thoại cho bác đấy ạ. Nhìn cháu ở ngoài đẹp trai quá, thế vào nhà đi cháu. À, thực ra là cháu đang định về, nhưng mà bác đã cho lệnh là vào nhà, cháu không dám trái lệnh ạ. Thế dẫn bạn vào đi con. Dạ. Mình đi thôi. Thế con quen Tường San nhà bác ở đâu? Con bé chả bao giờ nói chuyện với con cả. À, chuyện cháu với Tường San quen nhau ấy, thực ra nó cũng dài dòng lắm bác ạ. Ngày trước, lúc mà cháu mới lên thành phố ấy, thì cháu làm thợ xây ở một công trình. Vô tình cháu lại gặp em Tường San. Người gì đâu lại vừa xinh đẹp lại còn vừa dịu dàng, cuốn lắm bác ạ. Nên là cháu phải lại gần làm quen em ấy ngay. Thế công việc hiện tại của con bây giờ làm gì? À, hiện tại cháu đang làm hồ. Nhưng mà bây giờ ấy, cháu được thăng lên làm thợ chính rồi bác. Thỉnh thoảng mà ông chủ thầu có đi vắng ấy, thì cháu kiêm luôn làm quản lý anh em. Đấy, bác thấy cháu thăng tiến có nhanh không? Đúng là nhanh thật. Dạ vâng, mà bật mí cho bác và Tường San đấy biết. Ở trên công trình mà cháu phụ trách ấy, mấy em ở đấy thích cháu nhiều lắm. Nhưng mà cháu là cháu từ chối hết. Bởi vì tính của cháu là yêu ai là phải yêu cho thật lòng. Bác thấy quan điểm đấy có được không ạ? Bác đồng ý với quan điểm ấy. Dạ vâng. Đấy, tương lai này cháu còn định đi học hỏi cái ông chủ thầu còn nhiều. Về sau này còn ra làm riêng nữa, chứ đâu ai đi làm thuê mãi đâu hả bác. Mà tính cháu thì thẳng thắn, nhiều khi cháu nói thế với ông chủ thầu, ông ấy ghét cháu cả tháng luôn đó bác ạ. Dạ vâng, mà thôi bây giờ chắc là cháu phải quay trở lại công trình để làm mất rồi. Hẹn bác hôm khác cháu qua nói chuyện bác nhiều hơn nhá. Đúng là công việc vẫn là quan trọng nhất, cứ lúc nào rảnh thì qua đây chơi với bác nhá. Dạ vâng ạ, cháu xin phép bác.
Anh về đây nhé. Để em mở cửa cho anh. Ấy thôi, em ngồi nói chuyện với mẹ đi, anh sẽ tự về được. Mẹ biết sao mà con thích cậu ta rồi. Dạ. Cậu ta thẳng thắn, vui vẻ, lại có chút vô tư. Thật ra yêu một người như vậy thì cũng không cần phải nghĩ gì. Nhưng để lấy thì còn phải xem xét con ạ. Sao lại như thế hả mẹ? Con phải biết thân phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Không được lấy cảm xúc cá nhân để rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân viên ở trong công ty rơi vào bế tắc. Con hiểu điều mà mẹ đang nói rồi. Mẹ không biết trong mắt con Việt Anh là người như thế nào. Nhưng với mẹ thì mẹ thấy Việt Anh đủ tư cách là chồng của con. Mẹ ạ, nhưng cái đấy nó không phải là một cuộc hôn nhân. Nó là sự trao đổi, đổi cái này để được cái khác. Nhờ con biết tầm quan trọng của việc đấy nên là mẹ yên tâm đi. Lúc nào mà con thấy cần thiết thì con sẽ xem xét ạ. Mẹ tin ở con. Anh chàng tự xây. Chủ động đến đây tìm tôi, chắc là có việc muốn thương lượng à? Thẳng thắn lắm. Cậu rời khỏi thành phố này đi. Đi càng xa càng tốt. Tại sao? Vì một người làm tay chân như cậu không xứng đáng có được Tường San đâu. Thế người đi ô tô như anh thì xứng đáng à? Tốt nhất ấy, anh đừng mang vẻ bề ngoài người khác ra so sánh. Còn Tường San ấy, cô yêu ai là việc của cô ấy. Đừng cố gắng thay đổi làm gì. $500 triệu đủ cho cậu sống ở dưới quê an nhàn cả đời. Anh coi thường tôi quá rồi. 1 tỷ. Anh vay này. Đừng đem tình yêu như mớ rau mang ra ngoài chợ để mua bán. Rẻ mạt lắm. Vậy mày muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng ra đi. Tiền ấy, đúng là mua được tất cả. Nhưng có những thứ rất rất nhiều tiền cũng không thể mua được đâu. Tốt nhất là anh nên nhặt cái lòng tự trọng của anh lên, cạnh tranh chỉ một cách công bằng đi. Mày không xứng đáng làm đối thủ của tao đâu. Lần tiếp theo gặp nhau, mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao để mà van xin. Anh cứ thử đi. Đúng là người có địa vị có khác. Bây giờ ngang nhiên thật đấy. Cô đến công ty của tôi để làm cái gì? Tôi đến đây để gặp anh Việt Anh. Anh đâu? Cho tôi gặp anh ấy. Sao? Muốn gặp giám đốc của tôi à? Nhưng mà anh đi ra ngoài rồi. Sao? Đến đây xin việc à? Vậy thì cô dẫn tôi đến phòng chờ đi. Rồi bao giờ anh ấy xong thì thông báo cho tôi. Cô đâu phải là thượng khách đâu. Nhà vệ sinh ở kia kìa. Đi vào trong đấy mà ngồi. Hôm nay tôi đến đây không phải là để muốn gây chuyện với cô. Nên là tốt nhất cô đừng có dùng mấy cái lời lẽ bẩn thỉu đối với tôi. Được. Thế thì cô mau rời xa anh Long đi. Tôi nghĩ là tôi không thể làm việc đấy được. Trừ khi có lý do chính đáng. Lý do á? Là bởi vì tao đến trước, tao có quyền. Nhưng mà anh Long đâu thích cô. Anh ấy từ chối cô thẳng thừng rồi còn gì nữa. Đấy là bởi vì từ lúc mày xuất hiện nó mới thế thôi. Ra giá đi. Cô đang mua chuộc tôi đấy à? Không phải là mua chuộc, mà là bố thí đấy. Mau cút xa anh Long ra cho tao. Vậy thì tôi nói thẳng luôn cho cô biết nhá. Có lẽ là tiền lương của cô một tháng ở đây không bằng tôi làm việc một ngày đâu. Nên là tốt nhất cô đừng có nói chuyện tiền nong với tôi. Và hơn nữa ấy, và thêm nữa này, cô nên lịch sự với đối tác cấp trên của mình đi. Cái gì cơ? Mày... Con Danh này là giám đốc của FVM á? Đây là hợp đồng phát triển toàn diện của cả hai công ty, mời anh xem qua. Em đến đây chỉ vì bản hợp đồng ấy thôi à? Đúng vậy. Chắc là em cũng biết, sau khi ký hợp đồng này xong thì hai nhà của chúng ta sẽ có giao ước gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ kết hôn.
Em nói thẳng ra luôn vậy hả? Mọi chuyện cũng đâu có gì đâu, mà tại sao chúng ta lại phải né tránh? Đây cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc trao đổi mà thôi mà. Anh không nghĩ như vậy. Sau khi ký hợp đồng xong thì hai công ty của chúng ta, hai nhà chúng ta sẽ trở thành một. Anh Vanh này, anh có muốn nghe những lời thật lòng không? Em nói đi, anh đang nghe đây. Anh nghĩ là sau khi mà chúng ta kết hôn, chúng ta có thể hạnh phúc với nhau được không? Theo tôi, sau khi mà chúng ta kết hôn rồi ấy, thì cái hôn nhân mà anh mong muốn nó sẽ tan vỡ. Tất cả sẽ chỉ là một cái xác không hồn ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo mà thôi. Hôn nhân và tình yêu nó đến từ cảm xúc tự nguyện. Nếu mà như thế thì khi mà về nhà chúng ta mới có thể hạnh phúc với nhau được. Còn đây ấy, nó không phải. Nhưng mà trước khi đến đây mẹ tôi cũng đã nói rồi, tôi phải gạt qua tất cả những cảm xúc cá nhân để mà nghĩ đến tập thể, không được phép quên đi tập thể. Tất cả nhân viên ở công ty của tôi cần tôi, và công ty này cũng cần phải có bản hợp đồng để mà có thể phát triển và lớn mạnh hơn. Tôi nghĩ là chúng ta hãy tiến hành theo hợp đồng đi. Tiến anh đi. Mày thả tao ra, mày định làm cái gì đấy? Thả mày ra đâu có dễ như vậy. Nuốt tiền của bố mày không dễ đâu. Tiền của mày ấy, tao sẽ trả hết. Mày đừng làm gì mang tội, về sau hối hận không kịp đâu. Trừng phạt mày là điều tao thích nhất. Tại sao mày lại nói là tao ngu ngốc rồi hối hận? Mày nói dối. Gan của mày ấy không lớn như thế đâu. Rồi mày sẽ thấy gan của tao lớn thế nào. Mày định làm gì? Dễ thôi. Chỉ cần mày cút thật xa khỏi đây và tránh xa Tường San ra. Đơn giản vậy thôi. Hóa ra là mày làm việc cho thằng đó. Tại sao mày ngu thế? Mày dám chửi tao à? Mày chán sống rồi đúng không? Thằng đó ấy, mới là thằng không ra gì. Nó chỉ vì một người con gái không yêu nó, nó đi hại những người xung quanh. Nó đã hại tao rồi. Sắp tới ấy, là đến lượt mày đấy. Đừng phí lời. Số phận của tao không mượn cái mặt mày quan tâm. Mày tỉnh lại đi. Ngồi mát ăn bát vàng ấy chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Chỉ cần xong vụ này, tao sẽ có một số tiền lớn. Nó sẽ giúp tao sống sung sướng cả đời cả. Là một thằng đàn ông ấy, sống là phải kiểu cao đầu. Mày hiểu chưa? Đừng bán rẻ lương tâm của mình cho kẻ khác. Trước khi nó trả giá với mày ấy, nó cũng đã trả giá với tao. Không phải là vì tao không thích tiền, mà là vì tao thích cô ấy. Và cái cảm giác ấy, được sống cạnh người mình yêu ấy, nó đáng giá hơn rất nhiều đấy. Câm mồm! Tại sao không nhìn lại cái mặt mày đi? Chỉ là một thằng phụ hồ quèn, đòi đấu với giám đốc của một công ty. Mày không xứng với cô ấy. Tư duy đấy của mày ấy, nó lạc hậu từ lâu rồi. Vật chất ấy, và cuộc sống xa hoa đến mấy ấy, cũng không thể nào mà thắng nổi lý trí với con tim đâu. Nói hay lắm. Thả cậu ấy ra đi. Tại sao anh lại ở đây? Anh đã làm gì cô ấy? Tôi đưa cô ấy đến đây là để chứng kiến tất cả các tâm tư của cậu. Thực ra anh Vanh lo rằng mày chỉ lợi dụng Tường San để phục vụ vào mục đích khác, nên là anh ấy mới bày ra trò này để thử mày đấy. Tôi xin lỗi hai người vì tất cả những hành động xấu mà từ trước đến nay tôi đã làm. Tôi thua rồi. Cậu xứng đáng có được cô ấy hơn tôi. Đặc biệt là em. Tường San, anh xin lỗi em nhiều. Anh hy vọng rằng thời gian tới, công ty của hai chúng ta có thể hợp tác cùng nhau phát triển. Anh Vanh, anh định đi luôn mà không muốn nghe sự thật à? Sự thật gì? Thực sự, hiện tại em với Hà Long chỉ là bạn thôi. Đúng vậy. Hiện tại tôi và cô ấy chưa là gì của nhau cả. Nên tôi và anh cạnh tranh nhau công bằng. Tôi nghĩ là điều này không khả quan với cả hai người đâu. Chào đối thủ. Anh chấp nhận việc này không?
Tôi đồng ý. Ơ, có chuyện gì mà giám đốc vui vẻ thế à? Hay là kế hoạch đã... Cô Bảo Linh này. Dạ. Cô nghĩ sao về tình yêu? Đơn giản lắm anh. Thứ gì mà là của em ấy, hoặc là em muốn có, thì nhất định ấy, em sẽ không cho kẻ khác động vào nó đâu. Vậy những thứ không phải là của mình thì cô sẽ dùng mưu kế để chiếm đoạt à? Thôi ạ, em nghĩ là cái này để nói sau đi. Tôi vừa học được một bài học về tình yêu. Những thứ đơn giản nhất sẽ giúp chúng ta lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng cô Bảo Linh sẽ buông bỏ thù hận mà chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất. Em không hiểu nổi luôn ý. Tại sao anh có thể tiêm nhiễm mấy cái thứ đấy vào đầu em nhỉ? Chỉ có những kẻ mà ngu ngốc ấy, với cả yếu đuối thì mới tin vào nó thôi. Đủ rồi đấy. Thôi rồi, nếu như mà giám đốc ấy đã bị chúng nó tẩy não đến mức này rồi ấy, thì em sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Em sẽ cho anh thấy thế nào là tình yêu và sự hài lòng. Cô định làm gì? Đơn giản thôi, em nhất định ấy, sẽ có được anh Long. Nếu cô vẫn ngoan cố và cứng đầu như vậy thì tốt nhất cô mau rời khỏi công ty này đi. Mình phải nhanh lên mới được, muộn giờ mất rồi. Để hắn giúp cô ạ. Cô cảm ơn cháu. Dạ không có gì đâu, đây là việc cháu nên làm mà. Cô ấy thật dễ thương và xinh đẹp làm sao. Cháu chào chủ tịch ạ. Chào giám đốc. Giám đốc, đây là tài liệu của buổi họp hôm nay. Đấy, như ông đã thấy rồi đấy, cháu có rất nhiều công việc phải giải quyết ngày hôm nay. Thế nên là cháu không thể đi hẹn hò được đâu ạ. Thật là nực cười. Nếu không có cháu thì công ty này phá sản chắc. Ta không quan tâm. Cháu phải mau chóng hẹn hò và kết hôn cho ta. Nhưng mà cháu không quan tâm đến chuyện đó. Công việc ưu tiên hàng đầu của cháu bây giờ là công ty ạ. Chẳng nhẽ cháu không được bình thường hay sao nhỉ? Suốt ngày chỉ đi với thư ký Long thôi. Chẳng nhẽ hai người có việc gì mờ ám mà muốn giấu ta phải không? Chủ tịch, chuyện này thì có liên quan gì đến cháu đâu ạ. Cháu rất chuẩn men mà. Thế thì cậu hủy ngay cái lịch trình ngày hôm nay của Việt Anh đi cho tôi. Dạ thưa chủ tịch, buổi họp này rất quan trọng ạ. Cháu e là không thể hủy được đâu ạ. Ô kìa ông, tại sao ông cứ phải làm như vậy ạ? Tại sao ông cứ phải ép cháu con đường cùng như thế? Cháu là cháu ruột duy nhất của ông mà. Ta đã nói rồi, việc kết hôn là ưu tiên hàng đầu của ta bây giờ. Nếu cháu không đi xem mắt theo danh sách ta đã lựa chọn, thì trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông sắp tới, ta sẽ trao toàn bộ cổ phần của ta cho ban giám đốc. Ta sẽ không trao quyền điều hành tập đoàn cho cháu nữa. Toàn bộ tài sản ta sẽ mang đi làm từ thiện. Ok ông, cháu là cháu nội duy nhất của ông cơ mà. Vậy thì sao nào? Cháu không nghe lời ông. Vậy thì tại sao ta phải trao toàn bộ tài sản của ta cho cháu? Ta mang đi làm từ thiện không phải là tốt hơn à? Thì được rồi, cháu chấp nhận đi xem mắt. Chỉ cần làm như thế là mọi chuyện đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Cháu sẽ đi thăm mắt thật chứ? Dạ vâng ạ. Như vậy mới là cháu của ta chứ. Long, hãy đưa danh sách xem mắt ta đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu ấy đi. Dạ. Đây là danh sách của giám đốc. Cái gì thế này? Tại sao lại dài thế này ạ? Đây toàn là những tiểu thư con của nhà tài phiệt. Ta đã mất rất nhiều công để chuẩn bị cái danh sách này. Nhiệm vụ của cháu bây giờ ấy là chọn một người trong số này mà cháu cảm thấy phù hợp để đi xem mắt. Thôi được rồi, cháu chọn con số 3 này đi. Chỉ cần làm như vậy là mọi chuyện được giải quyết đúng không ạ?
Tất nhiên rồi, đấy là nguyện vọng của ta. Để ta xem cháu chọn cô nào. À, đây là con gái của Chủ tịch Kim, người điều hành tập đoàn hàng không lớn nhất của nước ta. Cô ấy là con gái duy nhất của Chủ tịch Kim đấy. Cháu của ta thật là có con mắt nhìn người đấy. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Thế bây giờ ông đã để cho bọn cháu làm việc được chưa? Thôi được rồi, ta sẽ không ở đây làm phiền hai người nữa. Ta đi đây. Tạm biệt Chủ tịch. Cháu hiểu sao Chủ tịch lại nghĩ tôi với anh có gì với nhau chứ? Cậu cảm thấy bị xúc phạm đấy à? Đương nhiên rồi, bởi vì em chuẩn men mà. Thật ra tôi cũng có cảm giác với cậu. Anh đang nói gì đấy hả giám đốc? Tôi đùa chút thôi, làm gì mà trông vẻ mặt của cậu nghiêm trọng đấy à? Này, nhìn cậu buồn cười lắm đấy, thưa Kỳ Long ạ. Này, anh đang coi tôi là chỗ đùa đấy. Nghĩ lại thì mới thấy, có mỗi cậu chơi với tôi. Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở trên công ty, bảo sao mà chủ tịch chẳng nghi ngờ. Tôi thay mặt chủ tịch xin lỗi cậu. Cậu đừng để bụng nhá, thưa Kỳ Long. Nhưng mà tôi thấy chủ tịch ấy khuyên anh đi xem mắt ấy là chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Mà tôi nghĩ anh cũng đến lúc phải hẹn hò với kết hôn đi chứ. Này, bây giờ cậu lại bênh cả chủ tịch đấy à? Cũng không phải là bênh, nhưng mà tôi hiểu cho cảm xúc và mong muốn của chủ tịch. Chủ tịch đã là người giúp tôi có thể đi được du học và cho tôi cơ hội như bây giờ. Nếu như không chủ tịch tài trợ thì tôi đã không được đứng như thế này đâu. Cậu lại lôi chuyện cũ ra để nói rồi. Cả tôi và chủ tịch đều coi cậu như người nhà. Thế nên là hãy mau chóng dọn về biệt thự mà sống đi. Tất nhiên là không. Cả ngày tôi đã phải gặp anh ở trên công ty rồi. Bây giờ về đến nhà cũng phải gặp anh nữa. Thôi. Này, hôm nay cậu còn dám trả treo với cả tôi cả. Tôi đùa thôi. Tiện thể cuối tuần này tôi về thăm bố mẹ tôi luôn. Cái mục đích duy nhất mà cậu về lại cái biệt thự đấy chỉ là để gặp bố mẹ thôi đúng không? Đấy là điều đương nhiên rồi. Long này, tôi luôn đối xử tốt với cậu. Và chúng ta là anh em mà, phải không? Sao tự nhiên nhắc chuyện anh em ở đây? Cậu chuyện gì ạ? Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Nếu như mà cậu không giúp tôi thì tôi chết mất. Sao vẻ mặt cậu nhìn nghiêm trọng thế? Thôi được rồi, có chuyện gì cậu nói đi. Long này, cậu đi xem mắt giúp tôi được không? Tôi năn nỉ cậu đấy. Cái gì? Tất nhiên là không rồi. Giám đốc đang nói cái gì đấy? Tôi chẳng bao giờ muốn liên quan đến chuyện đấy đâu. Nhưng mà cậu thừa biết rằng tôi yêu công việc này như thế nào. Và cậu cũng biết rằng ngày hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn rất quan trọng. Cậu chỉ cần đến gặp cô ta, nói rằng cậu là thư ký của tôi. Và hãy nói với cô ta rằng tôi không chấp nhận. Như thế là có phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi không? Nhưng mà... Thôi, chốt như thế đi. Tôi sẽ đi gặp đối tác, còn cậu đi xem mắt. Thế nhá. Con về rồi đây. Con về rồi đây. Con ngồi đây, bố có chuyện muốn nói với con đây. Bố có chuyện gì quan trọng à? Nhìn bố nghiêm trọng thật đấy. Thực ra bố đang sắp xếp cho con một buổi gặp mặt với giám đốc công ty truyền thông NV. Bố biết là con không thích những cuộc sắp xếp xem mặt như thế mà. Con không đi đâu. Với cái sở thích ăn mặc và đọc sách như con thì biết bao giờ mới có thể hẹn hò được cơ chứ. Đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn hàng không lớn nhất cả nước. Mà... Nhưng mà con không thích tiêu tiền cái kiểu phung phí như thế. Nên là làm ơn bố hãy tôn trọng sở thích riêng của con được không ạ? Bố đang nghĩ sẽ thực hiện ước mơ cho con đấy. Bố nói thế là sao ạ? Chẳng phải con muốn mở một công ty sản xuất sách hay sao? Nếu con đồng ý đi xem mặt, bố sẽ suy nghĩ về việc đầu tư vào công ty này đấy. Bố nói thật chứ ạ? Thật. Thôi được rồi, vậy thì con sẽ đồng ý đi xem mặt. Nhưng mà bố nhớ là phải giữ lời hứa đấy nhá. Bố hứa. Thế mới đúng là con gái bố chứ. Mình đúng là thông minh mà. Chẳng ai sẽ muốn hẹn hò với một người có gu ăn mặc thời trang độc đáo như này cả.
Xin lỗi, không biết cô phải là Tường San không? Thôi chết rồi, tại sao anh lại đẹp trai như thế cơ chứ? Lại còn đúng gu của mình nữa. Hóa ra cô gái hôm đấy mình gặp lại là Tường San. À, tôi là Tường San, mời anh ngồi. Cảm ơn cô nhé. Anh là Việt Anh đúng không? Thật ra là có chuyện này tôi phải nói với cô. Có chuyện gì anh cứ nói đi, anh cứ tự nhiên nhá. Giới thiệu với cô, tôi là Long, thư ký của giám đốc Vanh. Ngày hôm nay giám đốc có việc bận nên không thể tới buổi xem mắt. Tôi mong là cô về cô có thể nói với chủ tịch Kim là hai người không hợp với nhau, có được không? Xin lỗi, cô có nghe thấy không? Chết rồi, anh có làm sao không? Nước nóng đấy. Tôi không sao đâu. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi ạ, tôi không cố ý ạ. Không ổn rồi, tôi nghĩ là chúng ta cần phải đi bệnh viện thôi. Thôi, tôi không sao đâu, tôi vẫn cảm thấy bình thường mà. Không được, anh là vì đỡ cho tôi nên là anh mới bị như này. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện để khám xem sao. May là anh không bị thương nặng đấy. Cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô vì đã đưa tôi đến bác sĩ. Anh đừng có nói như thế. Là vì tôi nên là anh mới bị thương mà. Đáng nhẽ ra tôi mới là người phải nói cảm ơn. Đấy là xin lỗi anh đấy. Cô đừng khách sáo làm gì. Thực ra đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Mà anh này, anh có thể cho tôi xin số được không? Thực ra là tôi muốn mời anh một bữa cơm, coi như là cảm ơn anh. Cô không phải làm vậy đâu. Cô đưa tôi về nhà là tôi biết ơn lắm rồi. Thôi, anh đừng có từ chối tôi mà. Anh làm như thế thì tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm. Tất cả cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà. Được thôi, tôi sẽ không từ chối cô nữa. Trời ơi, công nhận là anh chỉ đẹp trai thật đấy. Không được rồi, hình như là mình thích anh thật rồi. Đẹp trai quá, sao rồi nhỉ? Có vẻ lần này thành công đây. Con bé không ngừng cười sau khi đi xem mặt về. Không thể tin nổi là mình đã làm quen với cô ấy. Kìa ông, đây là chỗ làm việc, tại sao ông có đến mà không báo trước thế ạ? Đây là công ty của ta, chẳng nhẽ ta không đến tự nhiên được hay sao? Vâng ạ. Thế hôm nay ông đến có chuyện gì thế ạ? Còn có việc gì nữa? Ta đến để hỏi về buổi xem mắt với Tường San. Việc hai đứa vẫn tiến triển tốt chứ, phải không? Về chuyện này thì thưa ông, cô ấy cháu cảm thấy rất kỳ lạ. Hình như là cô ấy không thích cháu. Thế nên là sau bữa tối thì cả hai đứa đã đi về ạ. Cháu đang nói sự thật đấy chứ? Dạ vâng ạ. Nếu như ông không tin thì ông có thể hỏi Long. Cậu ấy cũng cảm thấy là cô ấy rất kỳ lạ mà, đúng không? À, dạ vâng, đúng rồi chủ tịch ạ. Thôi, hai đứa đừng có diễn nữa. Sáng nay ta vừa mới nói chuyện với chủ tịch Kim xong. Rõ ràng là Tường San rất là thích cháu. Tốt nhất cháu đừng có tìm cách hủy hoại cái buổi hẹn hò này nữa. Ta đã mua vé xem phim cho hai đứa đây. Chiều nay sau khi tan làm, cháu đến đón Tường San đi xem phim.
cô ấy thích cháu ấy ạ. Ông nói thật chứ? Ta phải nói dối cháu sao? Chủ tịch Kim nói rằng con bé cười suốt sau khi đi xem mặt với cháu về. Vì vậy sau tan làm cháu hãy đến đón con bé đi đi. Đừng có tìm cách trốn tránh nữa. Cháu biết là ta làm được những gì rồi đấy. Dạ vâng ạ. Chuyện này là thế nào đây? Rõ ràng là cậu bảo với tôi là cậu đã đi nói chuyện với cô ấy rồi cơ mà. Đúng vậy. Tôi đã giải thích với cô ấy. Tôi là thư ký của giám đốc. Và còn mong cô ấy là sẽ tìm lý do để từ chối cậu. Sao anh đưa chúng cho tôi? Thôi, mấy cái vé xem phim này tôi không biết gì đâu. Cậu tự mà giải quyết đi. Anh gọi cho tôi giờ này có chuyện gì đấy? Xin lỗi vì đã gọi cho cô vào giờ này. Có lẽ là chủ tịch vẫn nghĩ giám đốc và cô thích nhau nên chủ tịch đã mua hai cái vé xem phim. Nhưng bây giờ giám đốc chuyển lại cho tôi nên... Vậy thì chúng ta đi xem phim với nhau là được mà. Hẹn anh tối nay nhá. Bye bye. Không biết là mình nên mặc chiếc váy nào nữa. Liệu anh có thích chiếc váy này không nhỉ? Anh Long, anh đợi tôi lâu chưa? À, tôi mới đến một lúc thôi. Thôi, chúng ta vào rạp đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy. Đi thôi. Anh thấy bộ phim hôm nay thế nào? Tôi cảm thấy phim hôm nay khá là hay đấy. Bộ phim cũng rất hay. Mà cô thích là tôi vui rồi. Mà bây giờ vẫn đang còn sớm. Không biết là bọn mình có thể cùng nhau đi uống trà được không? Cũng được thôi. Vậy mình đi nhá. Anh cảm thấy tôi là người như nào? Sao cô lại hỏi thế? Thì anh cứ trả lời tôi đi. Cô rất đặc biệt. Cô không giống như những nhà tài phiệt tiểu thư khác. Nói chung là cô rất ấm áp. Vậy thì tôi là bạn gái của anh được chứ? Chẳng nhẽ tôi lại quá đường đột à? Có phải là anh cần thêm thời gian để suy nghĩ đúng không? Tôi xin lỗi. Tôi không thể đến với cô được. Thành thật xin lỗi cô nhé. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Mấy ngày hôm nay trông cậu lạ lắm đấy nhá. Tôi không muốn chuyện gì đâu. Đến cả tôi mà cậu cũng định giấu hay sao? Nếu mà chuyện này liên quan đến cô gái ấy mà có liên quan đến cả chủ tịch thì cậu đừng lo, tôi sẽ nói đỡ cho cậu. Vấn đề không phải là như thế. Vấn đề ở đây ấy, chỉ ở phía tôi thôi. Tôi thấy bản thân tôi không xứng đáng với cô ấy. Chuyện này thì cậu nhầm rồi. Nếu như mà thật sự cậu thích cô ấy thì phải nắm tay cô ấy cùng nhau đương đầu với khó khăn, chứ không phải là hèn nhát rồi bỏ chạy như bây giờ. Anh muốn đến đây gặp tôi để làm gì? Tôi muốn xin lỗi em. Xin lỗi em vì đã làm tổn thương. Anh chỉ muốn nói như thế thôi à? Thực sự là ngay từ cái hôm mà tôi nhìn thấy em giúp bà cụ ở bên đường, tôi đã thích em từ hôm đó rồi. Thế tại sao anh lại từ chối tôi? Thật ra bố mẹ của tôi
là người làm cho chủ tịch. Chủ tịch cũng là người đã tài trợ cho tôi số tiền để tôi có thể đi du học nước ngoài. Sau khi tôi trở về, tôi trở thành thư ký của giám đốc. Với cái thân phận này, làm sao tôi có thể nói lời yêu em đây? Vậy là đấy là lý do anh từ chối em à? Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ là em sẽ từ bỏ người mình yêu chỉ vì gia đình với hoàn cảnh của họ cơ chứ? Anh này, lần này anh không được từ chối em nữa đâu đấy nhá. Em, bây giờ em muốn đi ăn gì? Anh sẽ đưa em đi ăn. Thế á? Thế thì bọn mình đi ăn pizza được không? Cậu giúp tôi tìm hiểu lai lịch người đang nắm tay Tường Sang. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Dạ, cháu chào chủ tịch ạ. Cậu ngồi xuống đi. Cậu biết lý do tại sao tôi mời cậu đến đây rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi hoàn toàn phản đối. Tôi không đồng ý để con gái tôi kết hôn với cậu được. Có vẻ như là chủ tịch đã hiểu nhầm cháu rồi ạ. Chủ tịch có thể cho cháu cơ hội để khiến chủ tịch hiểu hơn về cháu được không? Thực sự là cháu không thể rời bỏ Tường San được. Cháu rất yêu cô ấy ạ. Cậu là người thông minh, cậu cần phải biết. Con gái tôi không thể kết hôn với cậu được vì cậu không xứng với nó. Tôi không thể để con gái của tôi kết hôn với một người không tương xứng. Cậu biết mình phải làm gì rồi đấy. Hello anh, bất ngờ chưa? Em vừa đi siêu thị để mua đồ ăn. Bây giờ em sẽ nấu một bữa thật là ngon cho bọn mình nhá. Em về đi. Hôm nay anh cảm thấy trong người không được khỏe. Hôm qua chúng ta nói chuyện sau nhá. Anh bị làm sao đấy? Anh bị ốm à? Thế thì để em đưa anh đi bệnh viện nhá. Tuần sang này, bọn mình chia tay đi. Anh nói cái gì đấy? Anh nói đùa như thế không có vui đâu. Anh không đùa đâu. Em mau đi về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa. Nhưng mà tại sao lại như thế? Em làm cái gì sai à? Anh nói đi, em sẽ sửa mà. Em về đi. Đừng đến tìm anh nữa. Không, nhưng mà có chuyện gì em phải nói cho em biết chứ. Ôi dồi, anh. Con về rồi đây ạ. Đây là cái gì đây? Chẳng nhẽ bố đã điều tra lai lịch của anh ấy à? Con đang xem cái gì đấy? Bố, có phải là bố đã cho người điều tra lai lịch của anh ấy không? Đúng vậy. Con không nên quen biết với những người như vậy. Tại sao lại như thế ạ? Anh ấy là một người rất tốt. Có phải là bố đã đến tìm gặp anh ấy và bắt anh ấy phải chia tay với con đúng không? Bố đang làm những điều tốt đẹp cho con. Cậu ta chỉ tiếp cận con để có một cuộc sống tốt hơn. Cậu ta đang diễn kịch trước mắt con mà thôi. Không phải đâu bố. Anh Long không phải là người như thế. Anh Long là một người cực kỳ ấm áp và chân thành. Bố phải tin con chứ. Tại sao? Tại sao con có thể biết được lòng dạ người ta cơ chứ? Cậu ta chỉ diễn kịch mà thôi. Bố này, vậy bây giờ nếu con có thể chứng minh được cho bố thấy anh ấy không phải là một người chỉ hám vật chất thì bố sẽ đồng ý cho bọn con yêu nhau chứ ạ? Được, bố đồng ý. Vậy là bố đã đồng ý với điều kiện này rồi.
Tường San. Anh xuất hiện ở đây làm gì đấy? Tường San, anh xin lỗi em, anh đã sai rồi. Cho dù em có bị ung thư ấy, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Chúng ta ở bên cạnh nhau được không? Anh sẽ không buông tay em đâu. Anh đi về đi. Bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng hơn rồi. Tốt nhất ý là chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Không, anh muốn ở bên cạnh em. Anh có thể bên cạnh em chăm sóc em khi em đang điều trị mà. Có thật, dù con gái tôi có bị ung thư giai đoạn cuối thì cậu vẫn ở bên con bé chứ? Cháu sẽ không bao giờ buông tay Tường San đâu bác ạ. Tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu nhầm về cậu. Cậu yêu con gái tôi thật lòng, tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa. Alo, tôi đang qua đây rồi. Giấy tờ chuẩn bị sẵn rồi. Ok, qua là ký thôi. Cô sao không ạ? Ui, cái chân của tôi. Cô, tôi xin lỗi cô. Chắc là sếp tôi đang bận quá. Thay mặt anh ấy xin lỗi cô nhá. Cô ra cô. Cô đi đâu đấy? Tôi phải ra nói chuyện với hắn ta cho ra nhẽ chứ làm sao nữa. Cô bớt nóng lại đi. Chắc là do anh ấy vội quá cho nên mới gây ra chuyện này. Chứ anh ấy không phải là người xấu đâu. Cô thông cảm. Vội thì vội, chứ đi đứng ý thì cũng phải nhìn đường, ngó trước ngó sau chứ. Bây giờ ấy, may là cái ghế này nó thấp, với là có anh đỡ tôi. Còn không á, hôm nay tôi ngã như thế là tôi chết rồi còn đâu nữa. À, hay là bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Khám xem như nào. Toàn bộ chi phí tôi sẽ chịu nhá. Tôi không cần, tôi chỉ cần ra nói chuyện với hắn ta là được. Bà chị nóng đi. Sếp của tôi đang rất là bận, đang chuẩn bị đi ký hợp đồng với đối tác cho nên không thể chậm trễ được. Sếp của anh bận thì là sếp của anh bận, chứ tôi có bận đâu. Tôi quan tâm làm gì? Qua chẳng giấu gì cô, sếp tôi là chủ tịch công ty sếp tôi bên kia kìa, ngay cạnh quán nước của cô đấy. Cô biết thừa đây, dạo công việc của ông ấy nặng quá cho nên ông thần kinh nó không ổn định nhá, cô thông cảm. Chuyện này là thật đó? Ừ, là thật đấy. Bây giờ nhá, tôi bảo cô này, thí dụ mà cô mà đuổi theo ông ấy nhá, ông lên cơn ông làm gì cô nhá, tôi không đỡ được cô đâu đấy, sợ lắm. Thôi được rồi, coi như là hôm nay tôi gặp chuyện xui đi. Ok ok, thì cô thông cảm tôi nhá, tôi đi trước đây nhá, xin lỗi nhá. Nhạc hộ. Ô hay, cái cậu này hay thật đấy. Vừa mới đi ngay sau lưng mình xong, chả hiểu đâu rồi. Xem, đi. Này, dạ. Cậu làm gì mà chậm chạp thế hả? Cậu thì tôi hiểu việc cậu không? Thì em có công việc cần giải quyết thì mới ra muộn chứ. Này, không lý do cậu nghe rõ chưa? Cậu biết cậu chậm như thế là ảnh hưởng bao nhiêu công việc của tôi không? Khách hàng thì đang đợi. Một giây một phút khách hàng như là vàng là bạc, cậu nghe rõ chưa? Vâng, tại em do em. Này, cậu thái độ gì đấy hả? Chả lẽ là do tôi à? Đúng là làm ơn mặc oán. Vào đi. Chào em yêu của anh. Anh đến đây làm gì đấy? Lại còn cầm theo cả hoa nữa. Hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau. Anh chúc người yêu của anh luôn luôn xinh đẹp, mãi yêu anh như những ngày đầu tiên. Anh chỉ mong sao chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc và sẽ sớm về chung một nhà. Không được đâu. Nhớ đâu anh mang hoa đây có người nhìn thấy làm sao? Ok à, nhìn thấy thì có sao đâu. Nhìn thấy lại càng tốt. Lúc đấy em lại có cơ hội giới thiệu anh với đồng nghiệp của em. Thôi không được đâu. Anh đi về đi. Em còn bao nhiêu việc cái này. Làm như là rảnh rỗi lắm ấy. Nhưng mà em vẫn chưa nhận hoa của anh cơ mà. Rồi, thôi rồi. Em nhận rồi đấy. Anh đi về đi. Hay là anh chờ em làm việc xong, xong rồi anh với em đi ăn nhé. Ăn. Lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Ngoài cái việc ăn ra ấy, anh còn làm được cái gì khác không? Lớn đùng rồi mà cứ như là trẻ con ấy. Này, em quát anh đấy à? Em xin anh đấy. Anh để cho em làm việc đi. Còn bao nhiêu việc phải xử lý này. Anh đi ra ngoài đi. Phiền phức. Này, Vanh phải không? Ôi giời ơi, lâu lắm rồi không gặp. Cái thằng điên này.
Quen biết gì mày mà gặp chứ chả gỡ. Kìa, ông lại hay nói đùa. Ngày xưa tôi với ông là chả trèo tường đi chơi net suốt còn gì nữa. Đừng có nói bây giờ ông bạn giàu quên thằng này nhá. Tao thế đấy. Mày lấy tư cách gì ra để làm bạn tao hả, cái thằng nghèo hèn này? Mày thấy người sang bắt quàng làm họ đấy à? Mình chỉ đùa một tí thôi, làm gì mà căng thế? Nhưng mà tao không thích đùa. Tránh xa tao ra cái thằng dơ bẩn này. Mình có đùa cái gì quá trớn quá. Chủ tịch, anh đi ký kết về rồi ạ? Kết quả sao rồi ạ? Tôi đã ký kết thành công rồi. Khách hàng ấy đã đặt nút ký ngay từ giây phút đầu tiên. Họ buông lời khen chúng ta không ngớt luôn. Chúc mừng anh, em không ngờ là cũng có ngày này đấy. Tốt quá rồi. Em xin lỗi ạ. Tại vì em vui quá nên là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thôi rồi, không sao đâu. Mà tôi nghe nói cô sắp đến ngày đấy. Cô đang có dự định gì ạ? Không có gì đâu ạ. Đúng là niềm vui nhân đôi mà. Dự án thành công, bước tiếp theo mình sẽ khiến cho anh Long trở thành của mình. Nghĩ đến đây thôi đã thấy vui rồi. Thôi, cô cứ cố gắng nhé. Dạ vâng ạ. Em chào anh. Mặt anh ấy đỏ hết cả lên rồi. Chắc là bởi vì đứng trước một cô gái xinh đẹp như mình nên là anh không kiềm chế được ấy mà. Tường San, cô Tường San đâu rồi? Đi đâu mà để cho cái cốc chén vì rác bừa bãi thế này? Đâu rồi? Dạ, em đây ạ, em đây ạ, em đây ạ. Trời ơi, bán hàng kiểu gì mà để cho cái quán nó vắng như chùa Bà Đanh thế ạ? Ông chủ về rồi ạ? Ông chủ nói thế nào chứ, bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người còn phải đi ăn trưa chứ thời gian đâu mà ngồi uống cà phê hả ông chủ? Thì ít nhiều thì cũng phải dọn dẹp đi chứ. Để bảy bữa này nhìn khó chịu sừ luôn. Vâng, để em dọn ạ. Úi giời ơi, có mỗi cái việc dọn dẹp thôi làm không xong là như nào? Dạ, tại vì hôm nay ông chủ quát to quá nên là tay chân của em hơi bị lúng cuống ạ. Cái gì? Tôi quát á? Dạ có ạ, ông chủ có quát mà. Lại rồi, tôi có quát ai bao giờ đâu. Em hỏi thật nhá, ông chủ vừa đi đâu về đấy ạ? Thì tôi vừa đến chỗ người yêu chứ còn đi đâu nữa. Em biết ngay mà, chỉ có thể là vừa ở nhà bạn gái về. Cái gì? Sao cô biết? Ông chủ nói thật đi, anh làm gì để cho người yêu của anh phải giận rồi. Nói không phải chứ em là chuyên gia tình yêu đấy. Thật á? Này, tư vấn cho cẩn thận, tư vấn mà tốt nhé, tháng này tôi x2 lương cho. Ông chủ nói thật ạ? Ông chủ nói là ông chủ phải giữ lấy lời đấy nhá. Câu chuyện là thế này. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau. Tôi có mua hoa cầm đến công ty cô ấy để tặng, gây ra sự bất ngờ. Cô ấy không thích thì thôi, còn khó chịu xong đấy đuổi tôi về. Hay là do cô ấy không thích hoa? Tôi cũng chẳng biết nữa, tại vì đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho cô ấy. Thế bình thường những ngày lễ Tết rồi kỷ niệm ông chủ hay tặng gì? Thì tôi cũng tặng đồ bình thường thôi, xong sau đó là đưa cô ấy đi ăn. Nhưng mà lần này phản ứng của cô ấy lạ lắm. Theo em ý, nếu mà những bông hoa bình thường cô ấy không thích thì ông chủ có thể ngắt những cái cánh hoa ra, xong rồi giải dưới đất, và sau đó là kèm xen kẽ là những cái ngọn nến lung linh. Và đặc biệt hơn nữa, sau đấy ông chủ có thể gọi là tổ chức những cái bữa tiệc bí mật, hoặc là những cái bữa ăn thịnh soạn nhưng mà chỉ có hai người thôi, ấm cúng. Ông chủ mà làm được như thế á, có khi người yêu của ông chủ đổ đứ luôn đấy chứ. Nhờ, có thế mà tôi không nghĩ ra. Này, cô khá lắm đấy nhá. Tháng này tôi x3 lương cho cô luôn. Uầy, ông chủ nói thật ạ? Thật, cứ làm việc đi, tôi phải đi luôn đấy ạ. Em cảm ơn ông chủ ạ, ông chủ đi cẩn thận nhá. Trời, eo ơi, mình mới có khua môi múa mép một tí thế thôi mà đã được x3 lương rồi. Có khi á, mình mà mở cái lớp tư vấn tình yêu như này, mình giàu to mất.
Hết hôm nay và cả ngày mai nữa thôi, mình sẽ là người đẹp nhất trong mắt anh Long. Và cũng là ngày đặc biệt nhất mình chính thức có được anh ấy. Bảo Linh, là anh đây. Em xem, anh đã một mình chuẩn bị tất cả những thứ này cho em đấy. Sao, em có thích không? Có bất ngờ không? Bất ngờ đấy, đẹp đấy, nhưng mà không hề xứng đáng với tôi. Em nói gì thế? Chắc là em bất ngờ quá đúng không? Bảo Linh, em làm cái gì thế ạ? Tất cả chỗ này là công sức một mình anh làm ra đấy. Này, ai dạy anh làm cái trò này hả? Tôi không hề thích một kẹo nào cả. Anh lại sai rồi sao? Phải, anh sai rồi đấy. Rất sai là khác. Nên là ấy, tôi không thể nào tiếp tục ở bên anh được nữa. Bảo Linh, sao em lại nói thế? Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Chia tay đi, tôi hết tình cảm với anh từ lâu rồi. Vả lại, tôi cũng có người yêu mới rồi. Em cũng đùa anh đấy chứ. Chẳng nhẽ vì chuyện này mà em rời xa anh à? Tôi không phải là trẻ con. Này, anh thử nghĩ xem, từ lúc mà anh yêu tôi, anh cho tôi được cái gì chưa? Hay là anh toàn ăn bám tôi hả? Nhưng chẳng phải em nói rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi sao? Mấy cái câu nói ngu ngốc như thế mà anh tin được á? Anh làm ơn, anh tỉnh táo lại cho tôi đi. Anh thử nghĩ lại xem, tôi lúc nào tôi cũng như là mẹ của anh ấy, chạy theo anh, lo cho anh từng ly từng tí một. Anh thì cho tôi được cái gì hả? Ngay cả cái quán cà phê mà anh mở ra ấy cũng là tôi mua cho anh đấy. Này, em bắt đầu nói hơi bị quá đáng rồi đấy. Sao? Tôi thích như thế, nên là tốt nhất ấy, anh làm ơn, anh cút sao cho ra, đừng có làm phiền tôi nữa. Chủ quán, cho cốc cà phê đen. Vâng ạ. Bữa tiệc lần này, chúng ta sẽ tổ chức ở trên sân thượng để ăn mừng cho cái hợp đồng dự án lần này được ký kết thành công. Dạ vâng, sếp ơi, sếp mình cũng ở thời mai không ạ? Chắc là không đâu, chỉ nhân viên trong công ty mình thôi. Dạ vâng, em sẽ đặt tiệc ngay ạ. Mời hai anh uống nước ạ. Anh đến sau dùng gì đấy ạ? Cho tôi một cà phê đen. Dạ vâng, anh đợi một tí. Em xin lỗi, không biết là có thể làm phiền hai anh một chút được không ạ? Không sao đâu, cô cứ nói đi. Dạ, nhà em đang có một món nước mới và cần sự đánh giá công tâm từ khách hàng. Hai anh có thể thử và cho em xin đánh giá được không ạ? Được, cô để tôi uống rồi tôi đánh giá công tâm cho. Dạ vâng ạ. Chết. Này. Sếp ơi, em thấy có con ruồi nó bay qua miệng sếp ấy. Đây em che để cho nó bay vào miệng. Này, cậu đứng mà vô lý. Ruồi nào mà ruồi. Sếp ơi, hay là sếp đổi cốc nước khác được không ạ? Uống nước này. Thôi, cô đừng để ý nhá. Cậu ta không biết gì đâu, nhá. Ui. Anh này, anh bị làm sao đấy? Chẳng nhẽ anh lại không tin tưởng em ạ? Đấy. Ui, chết thôi rồi. Tôi đánh giá này, rất là đậm vị, hương thơm rất là mùi trà, nói chung là 10 điểm. Dạ, như thế ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhiều nhá. Hai anh đợi một tí, cà phê đen sẽ ra ngay đây ạ. Ok, cảm ơn em nhá. Không cho, không bét đâu. Này, cậu đi với tôi bao nhiêu lâu mà cậu không học được hỏi một chút gì đến lịch sự từ tôi. Bây giờ cậu nói với người ta thế khác gì cậu chê người ta không? Nhưng mà
không nhưng nhị gì cả, lần sau rồi phải rút kinh nghiệm, nghe chưa? Mình... Vâng, lịch sự... em nhớ rồi, lần sau em rút kinh nghiệm. Này, xem cô uống đi, mát. Ừ, trà chanh. Tôi cảm ơn anh vì anh đã đánh giá cốc nước này 10 điểm nhá. Sao? Anh có muốn tôi tặng anh thêm một cốc nữa không? Cô bỏ cái gì vào trong cốc nước này? thì có gì đâu. Tôi chỉ là đang trả đũa cho lần trước. Anh làm tôi ngã nhưng không chịu quay lại xin lỗi thôi mà. Cái gì? Cô bị làm sao đấy? Tôi và cô đã gặp nhau bao giờ đâu mà cô trả đũa tôi? Đấy là do anh không nhớ thôi. Chứ còn ăn miếng là phải trả miếng. Lần này á là anh đang trả giá cho những việc anh làm thôi. Cô... Xe bị vào đây, xe vào. Bình tĩnh xe vào. Anh bị làm sao thế này? Dạ, xe bị đau bụng chị ạ. Đau bụng kiểu gì mà tím tái mặt mày hết rồi. Thôi rồi, cậu đưa anh ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Mà khoan đã. Dạ. Cậu đi làm việc đi, để tôi. Dạ vâng, đây ạ. Đây, anh ngồi xuống đi. Ôi, anh Long, anh có làm sao không? Anh đau thế này thì bữa tiệc ngày mai làm sao anh có thể lo được chứ? Thôi rồi, để em làm cho. Anh Long, anh có nghe em nói gì không đấy? Em sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đầy ấm cúng, có sâm banh, có đầy hoa hồng và nến lung linh nữa. Và đặc biệt là chỉ có mỗi hai chúng ta. Chủ tịch ơi, anh còn làm gì vậy ạ? Chẳng phải cô ta suốt ngày nói là ăn miếng trả miếng à? Hôm nay ấy, tôi sẽ cho cô ta xoay như trong chóng luôn. Thế mà chủ tịch suốt ngày nói em như này như kia. Đấy, giờ anh xem. Ảnh chẳng khác gì đứa trẻ con. Kệ tôi. Tôi phải trả thù cô ta bằng được thì thôi. Alo, xin hỏi tôi có giúp được gì không quý khách không ạ? Cho hỏi quán mình có ship nước không nhỉ? Dạ có ạ. Không biết là quý khách muốn dùng loại nước gì ạ? Cho tôi order một ly matcha đá xay nhầm ánh mắt của em. Xin lỗi quý khách, nhưng quán của tôi lại không có loại nước đấy ạ. Quý khách có thể nào mà chọn một loại nước khác được không ạ? Ồ, thế à? Thế thì cho tôi order một đĩa cơm tấm sườn bì chả yêu ai ngoài em. Nhưng mà quán của tôi lại không bán đồ ăn, chỉ có nước thôi ạ. Tôi đùa đấy. Bây giờ tôi order thật nhá. Dạ vâng, quý khách vui tính quá. Cho tôi một bạc xỉu, 2 cà phê, 3 latte sữa, 4 cappuccino và 5 nước cam ép nhé. Dạ vâng ạ. Không biết là quý khách muốn ship đến đâu ạ? Tới công viên rồi gọi cho tôi. Dạ vâng ạ. Cậu thấy tôi được không? Bắt chen cứ như gọi là trai trẻ đôi mươi. Sếp ơi, em thấy sếp giống thằng trẻ con hơn rồi đấy. Cậu cứ chờ đấy, lát nữa xem cô ta nhá, cầm nước chạy từ khu này qua khu kia. Tôi chỉ sợ lát nữa tôi cười đau bụng chết mất thôi. Alo, cô tới chưa? Dạ, tôi tới rồi ạ. Anh có thể ra nhận nước giúp tôi được không?
Ôi, thật ngại quá. Thực ra là như này, vừa nãy tôi có chút việc nên tôi lại vừa mới chạy về nhà mất. Ừ, thôi phiền cô, cô thể ship mang về nhà tôi được không? Vâng, vậy cũng được ạ. Sếp ơi, anh đúng là ác thật đấy. Trời thì nắng chang chang như thế này mà anh cứ bắt cô ấy xách mấy túi nước chạy đi chạy lại như vậy. Rồi, thế bây giờ cậu theo phe nào? À, bây giờ cô ta cho tôi uống thuốc sổ đau bụng lên đau bụng xuống như thế, cậu không thương tôi thì thôi, bây giờ cậu lại còn đi thương cô ta à? Sếp nói một cười, em không thương sếp thì thương ai? Alo, tôi nghe đây. Ở công ty đang có chuyện gấp, cần em phải giải quyết. À, tôi vừa ra ngoài có chút việc, lát nữa tôi sẽ về. Về công ty thôi. Thế còn cô gái kia thì sao ạ? À, để tôi gọi cho cô ấy. Alo. Ôi cô ơi, lại thật ngại quá. Phiền cô mang cái đống nước đấy về công ty FM giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn. Mình đi thôi. Chuyện này... Anh Long, anh thấy sao? Có đẹp không? Đẹp. Rất là đẹp. Nhưng mà có vẻ nó không phù hợp cho lắm. Vậy còn em thì sao? Anh thấy em có đẹp không? Em thì vẫn thế thôi. Vẫn rất là xinh đẹp. Vậy thì anh uống cùng em ly rượu này nhá. Thôi được rồi. Ngày hôm nay anh sẽ uống cùng em một ly. Nhưng mà chỉ một ly thôi đấy, bởi vì anh có việc phải làm. Này, cái tên thối tha kia, anh cảm thấy là tôi chưa đủ bận đúng không? Nên là anh bắt tôi phải cầm một đống nước này đi hết chỗ này đến chỗ kia. Có khác gì là cái con chó hùng hục ở ngoài đường không ạ? Thực ra tôi chỉ trêu cô tí thôi, cô làm gì mà căng thế? Trêu tôi, anh hay thật đấy. Này á, hôm nay tôi sẽ xử lý cho anh biết tay luôn nhá. Này thì say nhầm ánh mắt của anh. Tôi sai. Ôi đau. Bảo vệ đâu? Tống hổ đi, ra ngoài đi. Thôi. Này nhá, chuyện này hôm nay chưa xong đâu, anh cứ đợi đấy. Chết rồi. Nó bung ổ kiến lửa. Tại sao lại ở đây? Tôi vào phòng của người yêu mình thì có gì sai đâu cơ chứ. Này, đừng có mà ăn nói luyên thuyên ở đây nhá. Tôi và anh ý đã chia tay rồi. Anh mà không mau chóng cút ra khỏi đây ý, là tôi gọi bảo vệ lên đấy. Tôi gọi đi. Cô gọi luôn cả sếp của cô lên đây, để tôi nói cho tất cả mọi người biết rằng cô đã bòn rút tiền của công ty này như thế nào. Này, cái đấy không đến lượt anh phải nói đâu. Nên là tốt nhất ý, anh câm mồm lại đi. Tôi có đủ bằng chứng để buộc tội cô và tống cô vào tù đấy, cô bảo Linh ạ. Anh đừng có mà dọa tôi không sợ đâu. Đúng rồi, vì mặt cô dày quá mà. Anh đúng là cái thứ đàn bà mà. Này, tôi mua cả cái quán cà phê để cho anh kinh doanh, thế mà bây giờ anh quay lưng lại với tôi như thế á. Ấy, cô em nhầm rồi. Cô em mới là người quay lưng lại với tôi đấy chứ. Tôi chỉ lấy lại những gì mà tôi vốn có thôi. Anh chả có một cái đếch gì cả anh Việt Anh ạ. Anh ý là loại mặt dày trơ cháo, nên là tốt nhất ý anh nên biết thân biết phận đi. Cứ cho là như thế đi. Mà tất cả số tiền mà cô đưa cho tôi ý, đều là do cô tự nguyện mà. Chứ tôi đâu có ép cô đâu. Rốt cuộc là anh muốn cái gì hả? Tôi muốn tiền. Bao nhiêu? 5 tỷ. Cái gì? 5 tỷ á? Anh có bị thần kinh không đấy? Cho dù là bây giờ tôi bán cái chức vụ ấy đi thì cũng không thể nào mà đủ 5 tỷ đưa cho anh đâu. Tùy cô thôi. 5 tỷ để đổi lại tất cả những cái đống chứng cứ kia. Thôi rồi, anh đi về trước đi. Hôm sau tôi bán được quán cà phê cho. Nhớ đấy, 5 tỷ không được thiếu một xu đâu.
Tại sao cô ấy lại lấy số tiền lớn như vậy nhỉ? À, cậu Đức đây rồi. Tôi có việc giao cho cậu đây. Baby, em về rồi đấy à? Này, cậu đang làm cái trò gì đấy? Nào, anh thương. Nào. Nào. Này, này, cậu nên nhớ tôi là sếp cậu đấy. Cậu đang làm trò gì đấy? Vạch ra anh xem cái nào. Này, dừng lại. Này. Cậu... bỏ ra. Cậu dừng lại ngay cho tôi. Chị ơi, cho em hỏi là em giúp cái gì đó không ạ? Cô. À, thì ra là cô. Cái cô gái tao oai tao quái với cả cái tên kia ngày hôm qua đây mà. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra tôi rồi đấy à? Được lắm, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô một bài học mới được. Ơ, tôi làm gì đâu? Không làm gì à? Này, nếu không phải như cô ấy đến phá đám tôi và anh Long ấy, thì có phải là chúng tôi đã là của nhau rồi không? Ờ, tôi xin lỗi nhá. Tại vì hôm qua giận quá mất khôn, tôi đã làm hỏng buổi hẹn của hai người. Tất cả ấy đều là tại cô đấy. Ngoan ạ. Anh Long, sao anh lại ở đây ạ? Cô làm gì ở đây đây? Em ra đây uống cà phê. Thế tôi hỏi cô, tại sao cô lại đánh cô gái này? À, tôi xin lỗi nhá. Là lỗi là do tôi. Hôm qua giận quá mất khôn nên là tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò hai người. Cái gì? Hẹn hò? Cô bị ảo tưởng đấy không cô Bảo Linh? Tôi với cô hẹn hò với nhau lúc nào? Em tôi hỏi cô một lần nữa, cô đến đây để làm gì? Em nói rồi mà. Em đến đây để uống cà phê. Thế không phải là cô mang tiền đến để cho bạn trai cô à? Sao anh biết? À không, em không hiểu anh nói gì cả. Thôi, tôi sẽ không để mình bị đánh lừa bởi bộ dạng ngây thơ của cô nữa đâu. Tôi nói luôn nhé, trong tất cả những dự án mà cô nắm giữ, một dự án cô ăn chặn ít nhất từ 2 đến 3 tỷ đồng. Đấy là chưa kể số tiền cô lấy từ công ty nữa. Anh... chuyện này em không hề biết gì cả. Anh Long, anh nghe em giải thích đã. Còn nữa, cô bắt nhân viên của tôi làm việc riêng cho cô. Những cái hành động đấy đủ để cô không có tư cách làm giám đốc trong công ty này rồi. Và hơn nữa, cô không thể nào làm trong công ty của tôi được. Anh Long, em biết là em sai rồi, nhưng mà em xin anh có thể bỏ qua cho em một lần này được không ạ? Tất cả những số tiền mà cô lấy từ công ty ấy, tôi đã cho người sao kê lại hết rồi. Tôi sẽ bắt cô nộp bằng đủ số tiền này thì thôi. Còn bây giờ ấy, cô đi về công ty thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty ngay lập tức. Anh Long, em cầu xin anh đấy, anh đừng có làm như thế với em được không? Đưa cô ta ra ngoài đi. Vâng. Anh Long, em xin anh đấy, anh đừng nói gì với em như thế mà. Anh Long. Tôi cảm ơn anh nhá. Sao mà cô lại cảm ơn? Thì vừa nãy nếu mà không có anh ấy là tôi đã bị ăn tát rồi. Mà thôi, anh ngồi xuống đi, để tôi vào rót cho anh cốc nước. Anh uống nước đi. Sao đây? Anh không tin tôi à? Đấy, được chưa? Anh uống đi. Mà tôi hỏi chuyện hơi tế nhị một tí nhá. Mối quan hệ của anh với cô gái kia là như nào đấy? Cô ấy là giám đốc công ty tôi. Thực ra là chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi. Thế còn chuyện hẹn hò hôm qua là sao? Cô ấy bày ra đấy. Tôi về đến đây tôi còn ngạc nhiên mà. Thì ra là thế. Chứ nếu mà hai người yêu nhau thật á, tôi sẽ cảm thấy áy náy chết mất. Ai thế này? Chào bạn, lại gặp bạn ở đây rồi.
cơn gió nào đã đưa thằng bạn nghèo hèn của tôi đến quán thế này? Ơ, sao anh lại nói khách như thế ạ? À, bạn cũ ấy mà. Mà đã là bạn ấy, thì nói thế nào chẳng được. Là ai thì cũng thế thôi. Ai cũng có lòng tự trọng riêng cả bạn ạ. Tự trọng cái mẹ gì. Người nghèo thì làm đếch gì có lòng tự trọng. Tôi cũng nghèo như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không ngửa tay xin tiền cậu một đồng đâu. Và ngược lại, số tiền cậu đang tiêu là tiền của tôi đấy. Này, mày ăn nói cho cẩn thận. Coi chừng tao tống cổ mày ra khỏi quán đấy. Anh là bạn trai của Bảo Linh đúng không? Vậy thì Bảo Linh là người hiểu rõ tôi nhất. Cái quán cà phê này đang có tiền của tôi. Và tiền anh tiêu hàng ngày cũng là tiền của tôi. Tại sao cậu lại biết chuyện này? Sắp tới tôi sẽ tịch thu lại cái quán này. Cái gì? Tịch thu lại quán này á? Tất cả mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Số tiền mà cả hai người đã tiêu ấy, chắc là cũng đủ để truy tố hình sự rồi. Cái gì? Tôi không muốn đi tù đâu. Cậu yên tâm, tôi sinh ra không phải để tổn thương ai cả. Tôi sẽ cho hai người một cơ hội. Cậu nói đi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Cậu yêu Bảo Linh thật lòng chứ? Tôi yêu cô ấy thật lòng, nhưng có lẽ cô ấy chỉ coi tôi như một món đồ chơi thôi. Khi nào hết giá trị lợi dụng thì cô ấy sẽ bỏ tôi đi. Ai cũng có nỗi niềm riêng cả thôi. Nhưng mà tôi nghĩ lúc này cô ấy cần một bờ vai nhất đấy. Ý cậu là sao? Cậu đuổi theo cô ấy đi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn lòng vị tha của cậu. Nhất định tôi sẽ quay lại để báo đáp cho cậu. Đây đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Tình yêu công nhận là đẹp thật đấy. Bảo Linh. Anh Vanh, tại sao lại ở đây? Anh xin lỗi vì tất cả những điều mà không hay anh đã nói với em. Bây giờ tôi thảm hại thế này rồi, tôi mất hết tất cả. Chắc là anh thấy hả hê lắm đúng không? Dù bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không rời bỏ em đâu. Anh làm sao đấy? Anh thương em. Tất cả đều là vì sự ích kỷ của em nên là mới liên lụy đến mọi người. Em không xứng có được tình cảm này đâu. Anh xin lỗi. Tất cả những gì anh nói với em thật ra chỉ là lúc đấy anh quá nóng giận nên đã vô tình nói ra như vậy thôi. Chứ thật tâm của anh yêu em nhiều như thế nào chắc là em cũng biết mà. Em... Bảo Linh này, mình làm lại được không? Em đồng ý. Trông hạnh phúc thật đấy. Tôi tin chắc ấy, hai người này sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc đến đầu bà Giang Long mất. À, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cô Tường San có vẻ am hiểu về chuyện tình yêu nhỉ? À, tôi là chuyên gia tình yêu đấy. Nếu mà sau này anh có gì thắc mắc hay là khó hiểu thì anh cứ hỏi tôi. Tôi sẽ giải thích cho anh từ A đến Z luôn. Thế cô cho tôi hỏi, làm thế nào để tôi có được cô? Hả? Cái gì cô ạ? Tôi đùa thôi. Mà anh này, bây giờ ấy, anh đã tịch thu quán nước rồi. Tôi biết phải đi làm việc ở đâu đây? Tôi tịch thu chứ tôi có đóng cửa quán đâu. Ngày mai cô vẫn có thể đi làm bình thường. Chỉ có điều thay đổi ấy, từ giờ tôi làm chủ của cô thôi. Thật đó? Vậy thì cũng tốt rồi. Như thế anh có thể cho thêm vào menu quán món matcha đá xanh nhầm ánh mắt của em, hoặc là cơm tấm sườn bì chả ai yêu em ngoài anh được không? Này, cô trêu tôi đấy à? Cô là cô hơi bị đáo để đấy nhá. Mà cô Tường San am hiểu về chuyện tình yêu thế này, chắc là cô có người yêu rồi nhỉ? Nhắc đến chuyện tình yêu của tôi ấy, thì tôi phải buồn đây này. 25 tuổi đầu rồi còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi nghĩ là những người hâm hâm dở dở như tôi ấy, chẳng có ai yêu. Rõ ràng là tôi không hâm mà tôi cũng không dở. Tại sao tôi không có người yêu nhỉ? Cái anh đấy.
Đây là danh thiếp của tôi. Ví dụ có cần gì ấy, gọi cho tôi. Tôi sẽ xuất hiện sau một nốt nhạc. Cứ như là anh là vệ sĩ của tôi ấy nhỉ. Này, từ giờ tôi làm chủ cô rồi đấy. Liệu mà đối xử tốt với tôi vào. Tân lệnh.